đứng bên ngoài dí vào không ạ? Anh ơi, ấy, anh đứng bên ngoài anh dí vào bờ này thì nó hay rút ở trong bờ này. Ok, ok đấy. Bỏ cái chậu đi á. Cũng nhảy ra ngoài sao? Anh ấy dí rìa bờ anh ạ, cá ở trong rìa bờ hết. Dầm dầm hay cá. Bỏ luôn trong bì á. Cá chuối bỏ vào bì. Chạy đâu con sâu. Lội rồi. Úi giời. Chuối đây. Chuối đây. Úi giời, con chuối to đấy. Bò xuống bì ông ơi. Đấy. Wow, con chuối sướng cơ. Ui, ông cộng chúng ta đánh không hồn thua rồi. Chú đồng lấy hết đi. Lấy hết anh. Đấy, anh đóng rìa bờ ấy. Cái cá này nó toàn ăn trong bờ thôi. Đấy. Giếc nền. Đấy, hai con đấy. Thêm nhanh lên, thêm cơ, thêm cơ. Đưa cho bác bỏ đi. Ui, hai con. Lại x2 tiếp này. Cứ bỏ nó trong bì cũng được không ơi. Sau kìa anh ơi. Sau ra tầng ngáo. Ông ơi, bỏ luôn trong bì luôn ông ơi. Ông cứ xách bì thêm cho nó rẻ thôi. Rồi, nó vào đây là chết rồi. Không chết được bác ạ. Cái này nó hồi lại ngay mà nhanh lắm. Anh ơi, đi vào xịt vào trong này này. Ở ngoài không có mấy đâu. Đấy, đằng sau ngay bên thông kia anh kìa.
Đấy, nhau ngào ngáo thôi. Ấy. Chuối rồi. Ôi, chuối, chuối, chuối đấy. Người này xanh xanh rồi á. Chỗ kia đánh hay hay hơn này. Không, nó cứ rút trên bờ, hôm qua hôm kia kéo xuống đồng biết mà. Gọi là nó... Cá này ăn dai như thịt nướng ăn dai lắm. Đấy. Đây. Được kìa, đây đây, ba thanh này, ba thanh đấy. Bắt thùng nó chạy. Bắt thùng nó không chạy chạy mất. Đấy. Con trong con ngoài luôn. Ô, cá chuối này Thiêm ơi. Thiêm. Con cá chuối đây này. Nhanh không nó chạy nó tỉnh mất này. Con trắng này dưới bên đây là một con cá chuối nữa này. Cá chuối trong mấy bước chân. Yeah.
Quay video thì mình nói làm nhảm, nói nhìn chở thì mình thấy hay, thì có video coi bạn cá đây đây đây. Thêm ơi, thêm ơi. Chào luôn. Nằm đây một con nhanh như này. Nhanh như này. Bắt đây thằng. Bắt đây. Bác có bỏ túi cái gì đâu. Chả biết cái đeo gì mà bán ra tay được. Để ra đi, để cho ông đi đi. Bỏ thêm một cân này, đang gần đầy. Này, quay vào đây. Ôi trời, đây không đẹp à, thế đùa để vào cái hình này. Ông kia ông đánh ok kìa. Hả? Ông kia ông đánh được phết đấy. Này này. Cậu đánh ăn thua. Này. Dạ. Ta đang đánh cho thì không biết hết lấy mình nha. Đâu, để đấy. Kẻ hưng đi họ bỏ vào thì giặc gì đâu. Ra cao cấp thật chứ. Phải chạy vào đây à? Đây cơ Trung Quốc nhiều con đánh ngon. Nó phóng vào chân không. Kích kiểu kích trao huế động con cái hay cắt nhôm cho anh ấy. Con kêu